He helped prepare the food. I'm just cooking it. Anh nói là Max là người chuẩn bị hết tất cả đồ ăn này á. Giờ ba cái đấu thôi. Ủa vậy không thích hả? Không thích ăn cuốn gai luôn. Trời ơi, đã vậy. Từ nhỏ nó thích ăn thịt bò. Nè. Hope you enjoy this. Mình không ướp gì trơn á, mình cho lên nướng rồi mình mới rắc gia vị vô trực tiếp vào nướng tách trên đó luôn. Chứ không ướp trước. I like it. Enjoy the mushroom. You like mushroom too? Yeah. Ờ, từ nhỏ nó không thích ăn lắm. You need to eat vegetable. Yeah, steak and mushrooms are really good combination. Thì nhân dịp anh chị của mình qua Mỹ định cư thì có thể là mình sẽ cố gắng quay những cái video giống như là cho mọi người có cơ hội mà qua Mỹ định cư cho biết là khi mới qua thì mình sẽ làm những gì, chuẩn bị những gì này nọ. Thì trước mắt là ngày mai là tụi mình sẽ anh chị mình đi tạo tài khoản ngân hàng trước. Tại nhiên Việt Nam mình qua đây ai cũng đem tiền mặt ha, thì mình chưa có tài khoản ngân hàng, mình sẽ tạo tài khoản ngân hàng để mình bỏ tiền vô. Chứ ở Mỹ không có cầm tiền mặt trên người nó nguy hiểm. Vậy đó là trước tiên là sẽ làm, sau đó sẽ làm thêm giấy tờ, số an sinh xã hội, rồi thi bằng lái xe này nọ. Thì có dịp mình sẽ quay cho các bạn coi ha, những gì cần chuẩn bị khi mới qua Mỹ. Qua Mỹ sẽ làm gì trước tiên? Mắt xe. Mắt xe. Ồ. Con giỏi lắm nè, mấy con ăn giỏi rồi nè. Yeah, con chiến đi. Yeah, yeah. Có nhiều anh chị chơi với con không muốn giờ luôn hết. Anh nè. Bé anh nè thấy ghét. Bé anh nè thấy ghét. Hey, it's mine. Ủa, chị giới thiệu các bạn chứ. Bé áo vàng là tên là Hữu Phong. Hữu Phong, tên tiếng Anh của con là gì? What's your English name? Where's the tomato sauce? Còn bé áo đỏ là Hữu Vinh. Hữu Vinh, what's your English name? Tên của tiếng Anh của con là Eric. Còn bé bên kia, bé cây dừa. Cái mặt thấy ghét kia. Bé cây dừa. Cái dừa tên là Anna. Anna. Còn cái bé khủng long mini này thì tên là Maxima. Số quậy lúc này nó chụp đồ mà. Con quậy có cái con chụp chụp nhỏ nhỏ chụp. You jump me. Trời, từ nhỏ ăn rồi. Wow. Yeah, look at that. Này có đầu bếp anh Cường và Michael nấu cho anh. Anh Cường nó ăn giỏi các bạn. Ăn bò Mỹ. Look at that. This mushroom is good. Daddy,
give me some milk. You want milk? Okay. Wait. Mắt ăn gì? Eric. Mắt ăn gì? Get some zucchini. How's the food? Oh, stop. Hmm? Yeah, thank you. Yeah. Want some beer? Max. Tôi ăn bò không? Yeah. Là ăn nha. Anh ăn bò không? Vui quá à. Biết ở Mỹ thật sự là nói chung là cuộc sống gì cũng tốt hơn, nhưng mà cũng không phải là đó là tốt hơn Việt Nam, nhưng là đa số gì cũng tốt, nhưng mà điều duy nhất ở Mỹ mà mình thấy bị thiếu sót là gia đình. Và ở Mỹ mà bạn không có gia đình, không có bạn bè, nó rất là buồn, cực kỳ buồn. Cho nên là tụi mình nôn cái ngày này có gia đình mình qua lâu lắm rồi. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, ước mơ đã thành hiện thực. Max có nhiều anh chị gì dưỡng chơi với con. Yeah, we need to get these off here. They're gonna be burned. Yeah, we're anh đang ngáp quá trời, anh đang chưa quên những giờ ngáp phải. Hey. So, come on again. Steve and Eric, how's the beat? How's the food? It is yummy. It is yummy. Huh? Max về Max nói là tôi không được ăn, tôi không biết ngon hay không, cho tôi ăn miếng đi. Ai cái cháu mà nó nói tiếng Anh giỏi không mẹ? Việt Nam nó học trường không được. Why aren't we cooking the beef? Oh, you want more beef? We're cooking the shrimp. They don't like it. Nó hỏi sao? Sao nấu thịt bò mà nấu tôm? Tại tụi nó thích ăn thịt bò. Con lấy cái gì thịt bò cho cùng ai đi. Thì chạy qua cái gì mua được. Vào qua cho ba đi. Đang tôm thì mình cho cái gia vị đó, còn bò thì mình dùng gia vị steak. Mát đói rồi, mát đói rồi, mát cho vô bún sữa đi ngủ. Các anh chị chơi mắt vô, anh chị chơi vô mắt vô. Cái gì nữa kìa, em đứng ngồi tôm cho, ê bên cho nấm, nấm ngon, nấm nướng ngon đó. Các bạn thấy người phụ nữ áo đen bên kia không? Áo đen chấm bi bên kia. Chị của mình đó, thấy giống mình không? Nhà bốn chị em bốn mặt á, chị mình ít khi nào xuất hiện tivi hôm nay, các bạn thấy trên kênh các bạn thấy chị mình đó, một nách ba con nó hơi dở. Đi qua ngồi với mẹ kìa. Ủa chỉ có một cái nách thôi mà ba con đi. Hồi xưa á, ông bà mình đó Thì mình đang suy nghĩ có thể để livestream hôm sinh nhật của Mai cào vé số, cả nhà cào cùng chung cào cho vui. Cảm có gia đình anh chị mình bên đây nè, cho biết cào vé số Mỹ như thế nào. Coi là trúng không bà? À, như trúng thích vui chưa hả? Hồi đó Mai cào miếng trúng á, trúng được hai con, mấy con là trúng đâu. Cũng vui, để lên livestream cho vui. Yeah. Vô con vô ngoài à, đồ ăn ngon quá nè. Cũng không? Không. Mắt ở trên nè. Tội có mắt không được ăn. Cũng không? Đâu biết. Con ra ba kêu kìa. Hai em này nó khoái uống sữa các bạn. Uống sữa quá chữ không? No. No tears. Đây ta đi. Wait. Wait. Sit up đi. Sit up. Tears. Con mời gần quá. Con mời đâu gần đâu. Cheers. That's the top. Whew.
Mushroom over there? Yeah. Over there? No, I didn't. Mát nói con không được ăn mà cho bác con ngồi đây nhìn ăn dạ. Tội nghiệp với tâm linh nữ. Yeah, I think these are all done. Welcome to America. Yeah, yeah, Max. Bye. 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 Bye.